nó mày giặt dưỡng sinh, sinh dưỡng giặt. Mày nuôi nó được thì mày ăn nó được chứ. Hi, hello mọi người. Hôm nay là chủ nhật, tụi mình có làm có nhà ngó với bạn nuôi mấy con heo luôn, nuôi vịt. Tiện nhà nó hơn, nó cho được vịt mấy mình làm ẩm thực. Hôm nay là làm ẩm thực cái món gì Hóa? Chào các bạn nha, thì hôm nay là cũng thứ bảy rồi, cuối tuần rồi. Anh em mình làm một con vịt đẹp bùng. Đẹp bùng mà mình nướng trên lửa than hồng nha mọi người. Ủa, con vịt mình nấu nguyên lòng nguyên nội tạng rồi luôn. Con vịt đây là mấy ký Hóa? 2,5 kg. Đồ, cái con này chắc nhà mày nuôi lâu lắm rồi ha. Mình đắp bùng lên rồi bỏ lên mình nướng. Nguyên liệu gồm gì rồi giới thiệu để em làm đây lạ mày. Vật liệu là gồm gì đơn giản thôi, mình chỉ chấm hành ớt thôi. Chấm giảm muối ăn vậy rồi ấy. Giảm muối chấm vậy rồi chứ giờ ăn vậy nướng bùng. Mày biết làm gì mẹ đồ mắng nước. Điền tao học mấy tháng rồi ở trong Sài Gòn. Không, nói chung cũng được. Nói chung là nó làm cho anh được rồi. Thôi mày làm đi. Thôi làm đi. Tao làm biết. Bây giờ thôi, bây giờ hôm nay đỡ cho thằng Cua thằng đó làm được không? Đó làm được không đó? Được thế là được. Mày làm biết đi. Mày làm. Bây giờ mày biết làm gì? Biết nấu cơm không? Hello mọi người nha. Hôm nay nói chung là cũng là một ngày rất là đẹp trời ở tại thị xã An Nhơn Bình Định mình. Đây là cái cầu Trường Thi. Mấy anh em mình hôm nay mấy mình sẽ làm một cái món vịt, vịt đắp bùng. Con vịt đây là con vịt mái nha mấy bạn. Con vịt mái nó kêu cạp cạp cho con vịt cồ nó kêu chip chip. Mày biết vịt mái cồ luôn rồi. Thằng biết con vịt nó mình phân biệt giữa mái và cồ á là ở cái tiếng kêu của mọi người. Cái gì con ta nghe kêu con này nó kêu kẹt kẹt mà. Đó là nó đang thèm. Thâu vẫn không công việc làm. Không, bây giờ vậy, bây giờ là thằng Nam với thằng Hiến hai đứa đi lượm đi vào bụi tre kia. Lấy củi, lấy củi ở trong đó. Rồi hóa là sẽ là đầu bếp chính nhân mọi người. Mày đi ngay sau con vịt đi rửa mày. Rửa cho đứa vậy, anh nói giờ cũng rửa ấy. Đúng rồi. Con vịt mà hết chuyện, vịt kêu đi rửa. Tao không cỡ nó cho nó rửa tao mày. Nam Nam ê. Ủa chứ mấy mới gì con vịt dép đất xét mày đem rửa cho. Rửa cho sao anh ấy đi thầy. Chứ đường nào cũng lột cái lông ra nữa, tỉ lột cái lông ra mà. Không cỡ. Ông cỡ cho nó rửa. Đúng rồi, anh có sạch sẽ đi. Cái đầu nó có vấn đề nó. Không, không cỡ. Mày đi cúi gì? Nó tốt đi, cúi thật không dữ lắm. Tìm gì, tỏ cái gì, đục không? Đưa bờ đờ. Đưa hè đi rửa em. Quá. Mình làm gia vị. Khi chút một con vịt nó ra rồi mọi người. Mình lột luôn cái lông nó ra. Mình kéo luôn cái bộ đồ đạc của nó ra là mình xé nó mình thật. Cực kỳ ngon. Bao giờ mày làm món này chưa? Tao coi mấy ông chú tao làm nên tin nó không mấy bạn? Ngon mà. Mấy bạn cứ tin mình này nha. Bao ngon nha mọi người. Nói chung là Bình Định hiện tại đang rất là nóng nha mấy bạn. Cái mùa rất là nóng, nhưng bây giờ tụi mình đi tầm khoảng 3 giờ chiều nên là có gió. Ở đây là cái cầu Trường Thi nha mọi người. Mình giả muối cho thiệt cây. Chấm lên cái đó ăn ngon lắm. Còn bên kia là hai anh em đang đốt lửa. Lấy thêm cuối đi. Cuối cho có than nhiều là mình nướng nó mới chín. Mày mẹ. Hiên, ra hút bùng. Mày ra hút bùng mày đỡ anh thằng lấy cuối. Hút bùng mình đắp bùng cho. Mày sai mình. Tao làm gia vậy nó cameraman mà. Thấy tao hiện anh hít cho mày. Ra hút bùng đi, hút bùng mình trộn. Mày tức sai là anh thằng thi quỷ quá à. Trộn bùng cho nó gieo gieo lên. Hello mấy bạn nha. Do tại mình á, quay phim á mấy bạn. Nên là mình phải dừng tâm mình quay phim cho mình có đụng chạm dùng mấy cái món đây mấy bạn. Đúng mình rồi. Đang chay. Mình có làm gì được. Mày không biết, mày không có phân biệt được cái nào là bùng, cái nào là đất nè mày. Cái nào là đất mà. Ra tí cho. Đất không gì mà sao. Đắp ông nậu mẹ đắp nó rớt hết sao. Ở đằng xa kia, ở đằng xa kia là thằng Nam nó đang ngầu trao dưỡng dịch nha mấy bạn. Không có đủ, nếu nó hốt bùng nó đều hốt đất nè. Chết nữa đủ đất chưa không. Thằng tre này nếu có hốt chút bùng hốt. Nó không biết bùng với đất là gì luôn. Bây giờ mày còn chữ lên chữ xuống rồi chứ. Bùng đúng rồi, bùng là chỗ táo chỗ con trâu kìa, nó ỉa cất ra có bùng. Giờ con Nam nó đang âu yếm dịch này không bạn? Nói chung lần cuối gặp dịch không? Có điều gì muốn nói với dịch không? Mượn mấy quý em quay nữa chú ơi. Quá? Thấy là tàu quá. Mày hài quay rồi đấy không? Thấy mày tự... Thấy mày tự tàu dưới mày gì? Thấy mày tàu khổ, thấy mày tự nhán quá mày. Tao thiệt hả? Tao thấy mày tự... Đúng, thấy thương quá, chịu không nấu.
giờ mấy ông bác ngoài giờ làm gói dịch nữa chứ. Thật ta bức ạ. Rồi hôm nay mình có mình tròn để tròn mấy ông nha. Thực tiền người mình biết mà tròn nào như thế nào mình sẽ làm cho ông biết mệt. Ông tròn mấy ông bác chở ông Hoàng Hồ thì ông quýnh rồi. Kịp ông quýnh thâu cho anh cháo luôn đừng nói anh cơm nữa. Mệt, mệt lắm mọi người. Mấy người đó anh hiếp mình quá đấy. Thôi mình bớt rồi. Nhớ rồi. Gì vậy? Mày sai tao nữa, đồ hết nữa, sai mày sai tao nữa, dù gì? Là anh nhờ chú ơi, cầm mấy quen tém nhân dịch. Đục mấy gì mà tém là anh không? Ừ, anh em. Cái đồ tém tử đâu? Thì lưới cho sạch cái sao đâu? Mày đang hiếp nữa mày, tao đã bơ đơ là mày ăn hẹ nữa mày. Mày mang ngó gì mà không tao chi, chứ dù gì? Cầm tấm quần gì cũng chưa. Tao việc mà lâu mày việc làm thịt mà nó cũng tấm. Tao lạy mày luôn á. Chứ mày tấm gì? Tấm cả sạch sẽ nó cho chuẩn bị nó đi mà. Mày sao mày có người có tâm như mày? Thiệt hồi giờ tao mới biết mày có tâm luôn. Thiệt tao bị mang tang mà cũng mang tang hơn tao. Ừ, chút chút nữa biết tâm hay sao. Tấm giải được rồi. Đồ đi còn cầm đi đâu xe vậy đó mắc con gì á. Cái này. Hả? Thôi được rồi, tấm chỗ đấy được rồi, tấm đánh lại vô làm việc nó chờ kìa. Nó làm ẩm thực chiều quay, tối quay nữa, điên sao mày. Kỳ mà chạy nó cho nghe sao. Ừ, chứ mày tấm nó chi vậy. Được rồi á, thôi được chưa. Chứ đi đâu mày. Ê, tôi thấy gì kìa. Chơi đâu. Anh Hoàng mình nữa. Chơi đâu. Lòng người thay đổi. Trời ơi, gì kia, anh thấy gì kia. Đủ mấy nhìn nó làm ẩm thực, lấy đâu làm không được. Mày không biết không? Trời ơi. Ông giả bắt đi làm sao anh không? Ai bao được không? Mấy kêu gì vô kìa. Đói kìa. Đói đâu? Đủ mà chết mẹ rồi đi. Mày thấy ơi, giữ chuyện nha. Anh chơi đồ chết được không? Ơi! Mày thôi à? Trời ơi! Đủ mấy việc làm thật là đâu làm? Chết đồ chiều sao có video? Bị giải anh Nam! Đúng mà! Anh Hân ơi! Chết đồ! Cái gì này cũng gì? 200 ngàn! Mày điên tao làm ông thật nãy giờ lùng chi tao làm? Chứ bữa nay anh chơi mà làm gì? Mày em thiệt rồi! Chứ mày sao trời trời gì với anh Nam? Ừ? Ai? Đâu chi đâu chiều đây làm ông thật là vừa lấy gì đánh? Tôi cũng không biết á! Cái này giờ nó không phải giờ tôi nó kêu tép nha tôi không biết nha! Hết giận dịch lên đi xa mày. Vậy thôi cho lấy gì làm ẩm thực quay gì nữa quay. Thiệt hết đường rồi nó luôn. Chứ làm gì có nguồn dịch mà chứ dữ không. Mày điên cái giọng dịch đâu làm ẩm thực. Dịch đâu làm ẩm thực mày mày cùng cái thằng ấy. Cũng ai mày vậy. Chứ nên mà bốn đêm mày làm ẩm thực. Mày bữa nay mày kiếm ai em tin vậy. Trời ơi. Con người Nam mới có tâm mà nè. Cũng bị chứ. Mày thấy anh em làm ẩm thực ở đời kia hay sao mày. Tao nói mày giặt xuống chứ thì xin dữ giặt. Mày nuôi nó được thì mày ăn nó được chứ. Chứ mẹ ăn gì nó bao đâu tao. Bởi vậy bên đây bắt chước ai vậy mày. Chứ mày. Mày chết không đập chết cả. Tao nó lỡ, em mới lỡ mà làm gì vậy. Cái kênh như vậy hả? Ừ. Mày không quay vậy hả? Cái gì tao. Cái gì đâu đâu làm đâu ra đình nữa âm thực đó. Mày trai tắt mới quay gì vậy trai. Mày quay gì nữa đang làm âm thực. Mày sao trả hành tiêu ớt. Thôi. Anh Hằng. Nguồn gì khác rồi anh Hằng. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mày lấy cái gì đó mày đi thả ấy? Chứ cũng dịch nó tiền tàu nó tiền tàu rồi thả ấy mình tàu á chứ ai anh ông mà ông anh nói nghe nó nói vậy mày làm có mấy đứa gái cho mày lo biết tao mày đưa tiền mua lại nhịn cái làm ông thật cái chiều đó đâu có video mày bây giờ đúng không mày tháng cũng dịch đúng không đưa lại 200 ngàn đi tao nói bệnh vô nó mua con khác đưa 200 ngàn đi mẹ là giống anh quốc dữ không mày ra mày xin lỗi anh Hồng kìa giờ ổng điên rồi kìa chiều đang có video đăng kìa mà hết chuyện tao mày thả dịch mày lỡ gì chuyện mày hết chuyện sao tại sao mày thả con gì tao biết mày ai rứa nào ai đứa buồn gì chết gì mày có gì chết sao anh chết sao em tôi nói đồ từ đâu có đâu đâu mẹ tôi bị mằng tang theo nó luôn ông giết nó cũng chết lại nó tao đâu có giết nó vô lửa nó tự chết đâu chứ thì nó cũng chết bây giờ bắn cái bỏ rồi đắp bùng nó nước nó luôn chà ấy chứ giờ sao tao bắn bạc tao nước giờ cái chứ hối thôi ông kêu anh Hằng không làm uống kêu giờ đâu giờ đi thái gì Nam ông kêu anh Hằng nói anh Hằng tiếng anh Nam anh Hằng sao vậy anh Hằng
quay nữa, tôi đạp lột xong rồi. Nói gì tôi làm gì đâu mà. Nói tao đúng không? Ê, tao không có biết nha, tao không có biết nha. Mày nghĩ sao vậy? Tao không biết kiểu gì luôn á. Anh em mày biết là chúng chuẩn bị cái bữa ẩm thực này đó, quay video mà tướng đồng giỡn. Anh nói mà tháo dịch cũng được. Bây giờ lấy gì là quay ẩm thực. Nguyên bày em á. Ê, em nói nha. Đúng đó. Không có, không có. Tao thật bình tĩnh. Mày bây giờ này, nhà nó nói tụi mày á. Nói được không? Không, anh Hằng, chúng có đưa tiền mua gì khác. Vậy đâu? Nó mua tiền đâu làm? Cái tao mày hồi nào mày? Không, nó đâu mà, nó biết rồi. Bây giờ tao không biết á. Bây giờ tao hỏi mày mua gì đâu, tiền nào làm? Nó tiền nào đăng video? Đâu chưa? Ủa làm gì đó? Nên em cầm camera. Tao bắt con chó này, tao muốn. Hồi nãy ông cầm camera vậy. Ê, ê, mày lật lòng nha. Tôi biết, tao nhờ tôi quay, tôi có biết vụ gì đâu. Không có nha. Nạp cho anh em sao mày nạp? Chứ con gì thiệt tao luôn. Cũng mày nó tao cái gì? Cũng chỉ đó làm ẩm thực cho chị tao mày. Trời ơi, biết không? Trong sức tao có chiều là đi mua lươi gì, nó bắt gì nào. Sao kêu gì nhà mày thả mày đi mua mày? Tao dẫn tao mua chứ chị tao có nuôi đâu. Má trời. Mày cái ai mày vậy? Trời ơi, biết không làm con gì thiệt tao luôn. Làm chưa giờ? Sao có rồi, sáng em mới đi chùa đấy. Giờ giờ tao muốn mày nè. Bên này chưa chùa đâu nữa chứ. Nó bị vậy mà chùa. Mày bà đủ tao hỏi mày. Mấy ngươi gì mày mua cái ông xin mày mua con khác. Con này con làm vậy. Mấy ngươi tao mua chiêu đây là video đâu đây. Video đâu đây. Dạ không thấy mấy con gì nó kiệt tội mà. Nó tội của nó chứ. Mấy ngươi gì liên quan tao mày. Nó có nói chuyện cho mày nghe mà biết. Chưa mày. Cứ cái kia mày quay gì mày. Nó kêu vặt mày. Bây giờ đi sao. Bây giờ em nó nhờ em mà. Nhờ gì đâu mới nhờ gì. Em không biết nhờ gì đâu. Nó kêu em á là mày ông giữ mày quay. Tao đập mày quay á. Mày quay cái lần tao đập á. Mày chửi quá. Ồ ồ tách ồ tách ồ tách ồ. Chịu đây là lấy gì đây. Mày làm nữa ấy. Mày nó tao đéo làm. Bây giờ dài. Thằng hóa dương bình thằng góp tiền mua gì khác cho đơn thằng le. Tao chưa giờ tao nhịn đói tao chưa ăn gì luôn á. Mày im á. Mày mua lại gì cho tao chứ đừng đứng nữa nữa. Thôi bây giờ tao nói vậy. Ngày mai mày mua gì khác cho tao làm thật. Lần đây cũng lần sau á mày làm mày đỡ ý không mày làm mày ưng người ta. Công ký anh em một buổi chiều. Bỏ thời gian ra đây làm rồi cuối cùng giờ bỏ tất cả dây rồi đâu dạ mà. Muốn tôi đốt lương một chiều như giờ tiền đâu mua có tiền rồi mày thấy không mày thấy anh Nam anh em anh không coi trọng mày coi trọng việc hơn mày mày thấy không anh Thăng thấy không kêu nói gì lạ mày mày nói thằng khùng nó đã vậy đó rồi tắt tiếp mẹ mày tôi nói đúng chứ bộ nhưng nó đúng không nói gì đâu mày tiền mày sao mày chơi kỳ lắm như Nam hả lâu lâu tròn má anh em chứ nó tròn mà ngờ này biết đâu mà mày ê đây là làm video ẩm thực nha không ai dọn dỡ mà trôi như mày đang làm thôi mày cùng mày cùng mày tao mới ăn nữa lại dọn mấy sách quá 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 má nó chơi vậy nó chơi mình hả nó chơi gì dí dơi hồi dinh quá rồi hả thôi thôi em mới lỡ nó chạy thôi thôi ba ơi chết đâu anh ăn nó chơi vậy em thấy không quá thùng thiện của mày quay anh cưng nó chứ anh cưng nó mày á không có ông đó không có không có cảm ơn thằng Nam nha thằng Nam hay quá Nam ơi chạy Nam